em hết rượu rồi, mấy chục tô rồi. Thì ngày hôm qua mỗi người đều bỏ một cái cây trà. Cây trà thì ngày hôm qua mọi người cũng ra xem rồi đó, thì cũng chỉ có lá dừa dày thôi, rồi có cái nèo, có cục đá, rồi có mấy cái phao đó. Sở dĩ anh em bỏ cái trà xuống là để cá nó sẽ vây quanh, nó sẽ đứng ở chỗ cái lá, lá dừa theo kiểu bóng mát á, nó có cái điểm nó đứng, mình dễ tới, mình dễ câu. Thời gian này anh em câu nãy giờ cũng được mớ mồi rồi cũng kha khá rồi, tạm tạm chiều đây câu tiếp. Giờ anh em sẽ làm mì ăn ăn cháo mọi người. Bình sẽ cắt cá ra để tái. Đây mình bỏ vô rồi cái mình đổ nước sôi với cá mì luôn, ăn cháo. Còn bạn Bi đem hết dàn mật xuống đãi anh em ăn mì. Ghê không? Có lấy lắm. Ghê không? Ghê không? Tặng bạn đi khôi dùng. Quá ngủ tôi có bỏ bị chất luôn. Ồ đây, mật câu này. Đây là số lẻ thôi. Còn số chẵn. Số chẵn dưới hầm á, một số lẻ thôi. Bây giờ anh em mình sẽ làm bát mì. Bây giờ để chuẩn bị lấy sắt là câu tiếp nha mọi người. Giờ này là khoảng 2:30 chiều. Thì mọi người đang câu để lấy mồi. Nhưng mà cá canh nắng nóng như vậy là cá nó ít ăn lắm, chập lửa nó mát á, nó mát rồi á là cá nó sẽ ăn nhiều. Cũng được mớ rồi, chắc cũng cỡ 400-500 rồi mọi người. Đây. Đây. Được 400-500 nha. Được 400-500 chập nữa sẽ kiếm khoảng cỡ như vậy nữa mới đủ. Tại vì hồi nãy vô khoảng cho cũng cỡ 500 câu nữa, 500 lưỡi nữa mọi người.
chào bà con đến với kênh Cuộc Sống Dân Biển. Giờ này là khoảng gần 11 giờ đêm rồi mọi người. Anh em mới được ngủ khoảng vài tiếng. Bây giờ lại tiếp tục dậy để kéo câu lên. Bữa nay là một ngày búa câu là gọi là dài nhất từ cửa ra bữa nay khoảng 24 cây số. Trời nó khá lạnh. Trời bữa nay thì êm hơn mấy bữa một xíu. Hy vọng rằng bữa nay sẽ có nhiều cá thu để quay cho mọi người xem hoặc là những loại cá khác nữa. Bây giờ Đạt thì đang nấu nước để pha cà phê. Giờ bà con, đây là con cá rửa đầu tiên, cũng là con cá đầu tiên ngày hôm nay luôn nha. Môi trường làm việc trên biển là một môi trường bào mòn sức khỏe của người ghê gớm. Đầu tiên khi chúng ta ở trong bờ ra thì con người rất là khỏe, dù có sóng gió hoặc là có lặn cỡ nào vượt qua dễ dàng hơn. Nhưng mà thời gian chẳng hạn như bữa nay mình đi là 19 ngày, là ngày thứ 19 là thấy anh em là cũng như là nó ế ải một phần nào đó. Nhiều lúc dậy là nhiều lúc cũng bại rồi, làm quằn quật học mồi các ngày, rồi cái đêm làm việc và nó lạnh như thế này nữa, ngủ ít. Truyền quá trời luôn mọi người, bất béo quá. Em làm quá lâu, nãy giờ hơn nửa tiếng rồi. Vẫn chưa tìm được đầu mối. Bất là 3 là 4 là chỗ luôn. Cá bà coi, bật
thâu. Trời ơi, đêm nay 7 đèn rồi mới được em thứ hai này. Đêm nay là một đêm rất là vất vả. Anh em kéo được 1/3 câu rồi, còn 2/3 nữa. Khoảng cỡ nửa đàn câu rồi.
thì cá thu được 1 con rồi, còn mới có rửa thôi mọi người ạ, chứ không có con cá nào loại khác nữa. Ở đây cũng kiếm ra cờ luôn. Bữa nay còn rộng rộng nhỏ nhỏ không mọi người, vừa vừa chứ không có cá con nào mà to khủng như hôm qua rồi. Thank you.
ra anh em uống này. Đạt đang ngồi ở dưới đó có một cái vòi nước nó chạy để nó giải nhiệt cho cái ông Ben á. Nó ấm lắm. Giờ anh em đang chỉ tài để lại dớt mấy cây gạch. Dớt cái gạch cuối nha. Mỗi lần rất là dày mình lên mình phải lặn nha mọi người. Nó mới tới được cái máy đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đêm hết rửa mấy chục tô à. Được 10 chú nó ăn kết thúc gần cuối á. 10 chú nha. To to không? Ây, đây mình đếm chắc không được rồi, lộn không rồi. 2, 4, 6. Đếm sơ sơ thôi. 2, 4, 6, 8. Bữa ra tới bữa nay tắm đúng một lần thôi bà coi.